Sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị quảng bá xúc tiến đầu tư du lịch vùng Tây Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên các tỉnh Tây Bắc liên kết xúc tiến du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Tây Bắc là vùng đất giàu tiềm năng du lịch nhưng chưa được khai phá tương xứng do điều kiện giao thông cách trở, hạ tầng du lịch thấp kém, nguồn lực đầu tư hạn chế. Hội nghị lần này được tổ chức không chỉ với mục đích tìm ra mô hình, chiến lược phát triển du lịch phù hợp cho vùng, mà còn nhằm kêu gọi các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh tham gia đầu tư phát triển du lịch tại Tây Bắc. Theo lãnh đạo các tỉnh Tây Bắc, du lịch Tây Bắc thời gian qua sở dĩ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, chủ yếu do thiếu chiến lược quy hoạch tổng thể cũng như chính sách liên kết vùng. Tôi thấy rằng là cái tiềm năng du lịch của các địa phương ở vùng Tây Bắc là có rất là nhiều. Nhưng cái khó khăn lớn nhất ấy là cái truyền thông liên kết vùng của chúng ta vừa rồi chưa tốt. Điểm yếu thứ hai ấy là các quy hoạch chi tiết, quy hoạch mang tính điểm nhấn và của liên kết vùng là cũng chưa thực sự là rõ nét. Ví dụ như là liên kết vùng thì lấy cái vệ tinh, cái khu trung tâm và mỗi một tỉnh thì cái nào là cái đại diện của liên kết vùng thì cái đó cũng chưa có. Đại diện lãnh đạo các địa phương cũng mong muốn thông qua hội nghị có được sự hỗ trợ tư vấn, đầu tư của các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh cho vấn đề liên kết phát triển du lịch của vùng. Chúng tôi cũng rất là kỳ vọng vào thành phố Hồ Chí Minh với các nhà du hành là quan tâm hơn nữa đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, trong đó có Yên Bái. Thế và với những cái kinh nghiệm của mình thì cũng rất mong là được các nhà đầu tư, các doanh nghiệp lữ hành là góp ý cho các cơ quan của tỉnh cũng như là các doanh nghiệp cùng ngành nghề của tỉnh để có cái kinh nghiệm tốt hơn nữa trong cái việc tổ chức các tour tuyến cũng như là trong việc quản lý và cũng như cái việc quảng bá du lịch đến các tỉnh trong nước và ra nước ngoài. Tại hội nghị, tỉnh Bắc Cạn cũng đã trao chứng nhận đầu tư cho dự án đầu tư vào hạ tầng du lịch tại tỉnh của Sài Gòn Tourist. Đại diện các doanh nghiệp thành phố và vùng Tây Bắc cũng ký các cam kết hợp tác đầu tư, chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng cơ sở lưu trú tại Tây Bắc.